Hello anh em, xin chào cả mọi người nhá. Ok chưa? Thì uh, mình sẽ uh, uh, thì uh, thông qua đi, vẫn như video trước thôi. Thì những cái anh em nào đã dự đoán kết quả sổ số, số á, mà đã trúng á thì anh em vui lòng đó là check comment cho mình. Ở comment mình có bảo anh em nếu anh em đã À, đã các bạn đã nhắn Zalo rồi thì anh em check Zalo cho mình. Ok chưa? Thì anh em đoán chúng thì anh em uh, vui lòng thì uh, kéo xuống comment thì anh em check gửi cho mình cái số Zalo thì mình sẽ gửi cho anh em đó, đó mã code nhá. Ok chưa? Thì uh, anh em nào gửi Zalo rồi mình gửi uh, mã code vào Zalo nhá. Anh em sẽ tự check nhá. Ok chưa? Thì đó thì vẫn ở video này thôi thì anh em vẫn tiếp tục đó là mình sẽ chọn 5 bạn uh, sớm nhất. Đó, comment uh, chuẩn đúng kết quả số miền Bắc thì mình sẽ vẫn đó tặng mắt cốt cốt mọi người nhá còn ok thì hôm nay mình sẽ tiếp tục về con số vốn đó là 50 50 nghìn và à mình thêm nói thêm nữa thì anh em nào muốn nhận thêm cốt ấy thì anh em có thể tham gia dự đoán ở trên fanpage của facebook này và tham gia những cái như kiểu là những vào những cái bài viết mới của website ấy mình để link của fanpage facebook với cả website ở bên dưới phần mô tả ấy thì anh em kéo xuống, dưới đó thì cũng có rất nhiều mã cốt để cho anh em có thể là tự lấy nhá. Nếu như anh em không lấy được, không comment được thì anh em có thể vào những cái fanpage cũng có dự đoán kết quả này và ở dưới uh, trên website cũng có này. Ok chưa? Được chưa? Thì bây giờ thì với cả cái số vốn uh, với cả cái số vốn đó là 50k này. 50k này thì mình sẽ cố gắng để mình xem nào đó là 50k này mình sẽ làm được cái gì nhá. Ok chưa? Rồi thì uh, bắt đầu mình sẽ uh, Bắt đầu với cả xích bo nhá, xích bo trên dưới nhá. Được chưa? Thì 50k thì chỉ có thể đặt cược 10k là an toàn. Đó thì vào cái tình trạng thì anh em không biết là anh em đánh như thế nào. Còn với mình nhá thì mình là đánh là đánh liều, còn anh em đánh như nào thì quyền anh em mình không bảo là anh em đánh theo mình nhá. Không có tí một số anh em lại vào bảo là uh, đánh theo là chỉ có mất thế nào đó. Đấy. Còn mình nhá thì là mình là mình đánh liều. Đó. Nên là mình uh, theo cái kinh nghiệm mà mình chơi ấy, cách mà mình chơi là đánh liều. Chẳng hạn như bây giờ là 8 thì mình sẽ chọn trên Nếu như mà nó về trên thì nó sẽ ăn rất nhiều Còn nó về dưới thì nó sẽ ăn được ít Đó, ok chưa? Nhẹ nhàng có ăn được vài tay được to to Thì cũng lên được hơn trăm nghìn Đó, nhắn tin gì tầm này Ok, năm này Bây giờ thì đặt 50k mà chơi cho Mình thì mình hay đánh liều thôi Còn anh em, anh em đánh kiểu gì thì tùy anh em thôi Ok, 175 nghìn Đó, nhẹ nhàng một lúc cũng lên được Mấy tay cũng lên được đó thì không phải là mình mới cả mình sẽ nói cho anh em thêm nữa đó là không phải là mình đánh có mỗi một lần là ăn luôn ngay nhá mình nói chung là với số vốn năm mươi này mình phải chơi được rất nhiều lần mình phải chơi tầm mình cũng không nhớ rõ nữa cũng chơi được cũng quay video quay đi quay lại mình phải mất đâu tầm uh, 2 tiếng rồi đó thì còn lúc nào được ấy, mình quay được thắng thì mình đăng cho anh em xem chứ không phải là mình đánh phát nào cũng thắng nhá không tí anh em vào là bảo là rồi mình bị vào bà Và bảo là thằng này bị thằng này kiểu cái kiểu nhằng thôi nói chung á không phải đánh một phát nào là ăn được ngay đâu ok chưa đó thì nên là bây giờ đánh thì lúc nào được thì mình mới đăng lên cho anh em ok ngon lành bốn ba trăm rồi đó bây giờ cách đánh của mình ấy sau uh, những cái thời gian mà kiểu kiểu uh, nhân cứu đó những cái pha mà mất tiền ngu đấy thì rút ra bài học của mình đó là mình cứ đánh liều thế thôi lên cho nó nhanh mà mất thì cho nó nhanh đó năm thì uống dưới nó xuống năm thì ăn to còn không thì vẫn mất còn lên ăn bé bé này thì vừa khó ăn lại còn đấy nữa vừa khó được lắm mà nó hay bị soi sáu này ăn một phát thôi đó giảm xuống năm này nhặt luôn giảm xuống năm là mình nhặt luôn còn nếu mà liều thì đánh thêm phát nữa còn không thì mình nhặt luôn đó cứ thế thôi đó bảy mà bảy à bảy gì bảy mới khó này đấy năm à năm xuống xuống được một phát là đạt hơn trăm rồi đấy à, mình nhặt luôn hai thì lên rồi chắc chắn là lên bốn à bốn liều cứ xuống dưới nếu nó xuống phát thì, thì ăn to đấy nhưng mà anh em tùy thôi anh em đừng không phải anh em đánh cho mình đâu đó anh em muốn đánh cho mình thì anh em đánh cho mình còn không thì anh em thôi đừng có đấy đó cứ đánh nếu mình đánh liều ấy thì mình cứ đánh liều thôi chẳng phải bốn mình xuống vắt nó xuống ba xuống hai thì ăn cực kỳ to luôn đấy còn bảy bảy thì bảy chọn trên này liều ăn nhiều đấy ok này 117 trên phát nữa này liều ăn nhiều phát nữa đấy ngon ngay được ăn phát hai phát liều liên tục này là được 400 luôn đấy năm mươi hai phát liều liên tục được 400 luôn ba thì chắc chắn là trên rồi Đấy, nếu xuống thì cũng được nếu xuống thì ăn ăn hơi to luôn ok gãy này năm này xuống xuống ok 11 là gãy Đấy. 10 à 10 lên 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 rồi lên. không lên rồi đó hơi căng tí lại xuống 200 rồi hai à 2 trên rồi về sắp đôi hai nữa chịu 6 à xuống ok này 178 trên phát nữa là liều phần hơn nhiều này ô địch mẹ đôi bà vãi đấy đây. 7, 7 thì xuống dưới này. Ok gãy. Lại còn 100.000 thôi. À, 9 à, 9 lên. Làm gì chẳng phải được phát. Liều thì ăn nhiều. Không gãy thì chết. Gãy thì quay tiếp, lại nạp lại chơi tiếp thôi. Năm xuống ơ mạng lát à. Hai đói thấy chưa anh em thấy ngon không? Lên phát liều này ok này 296. Đói Ăn một phát thôi, không cần ăn nhiều chỉ ăn một phát thôi. Còn ăn cứ ăn dai dẳng cứ kéo đi nó cứ nhân bao nhiêu nhân không phải bao nhiêu để nó mệt nhân 5 này đấy chẳng hạn một phát nhân 5 này là được 250 đó 294 294 liều phát nữa cho lên này đó 5 là 346 rồi nhận ngay đó là 600 rồi thấy chưa em chỉ cần ăn một hai phát liều thôi là ngon rồi đó nhưng mà cái này nói chung là nó không an toàn đâu đấy không tí anh em lại bảo là đấy lên này liều ăn nhiều này đó thấy chưa 377 377 thì nhận thôi còn gì nữa 900 xanh chín luôn chỉ ăn một hai phát liều thôi là ngon 10 lên lên phát đấy em lên được phát nữa là ngon 3, 3, 3 mà xuống được nó mà xuống 2 thì đúng rồi, ốm đòn luôn rồi Lên, lên, ôi dồi gãy Bây giờ 100k mà phát, mình, mình cứ đánh liều thôi Ok này, 500 mà, 500 mà, xuống dưới phát này, ok 3 lên phát nữa này 600 là 1 triệu 2, triệu 2 rồi, triệu 2 vãi đái rồi 50k lên triệu 2 rồi, quay lúc rồi, mới được có 4-5 phút rồi Triệu 2 rồi, xanh chín, nhưng quan trọng anh em phải dám liều Liều thì anh nhiều cũng có thì anh em chết thế thôi chứ đừng bảo anh em bảo đánh cho mình cái tỷ lệ chết là nó cao lắm đấy nên anh em đừng đấy liều thì anh em cứ liều cảm thấy anh em thấy cảm thấy tính cách anh em liều được thì anh em liều còn không thì anh em cứ đi an toàn đấy mình gì đấy cứ liều phát thôi ăn phát lại chiều hai này rồi bảy à bảy k khó ba ba trên này sáu à sáu thì nhặt thôi làm gì nữa liều thì cũng khó này ui rồi ôi tí nữa tưởng phát đấy phát đếm đấy được thì ăn nhiều sáu xuống ui rồi đôi sáu mà bố nó chín là chín lên nó thì anh em muốn chơi thì theo kiểu cách mà anh em muốn chơi như nào cách anh em muốn chơi chứ không phải là anh em chơi theo cách của mình được chưa còn mình chơi thế nào là đó là cách của mình còn anh em muốn chơi thế nào mình thì mình anh chơi liều còn anh em muốn chơi thế nào tùy anh em chứ mình không phải là cái kênh của mình là mình chỉ dạy cho anh em cách đánh mà là mình đánh cho anh em xem còn anh em học hỏi được của mình hay không không cần biết Đấy anh em đừng đánh theo mình là được Đánh theo mình rồi anh em chết lăn ra đấy chửi mình tội mình Ok chưa? Tốt nhất là anh em đừng học theo mình Đừng đánh theo mình Đấy chẳng hạn như mình xuống phát này ăn phát liều 600 này Lên phát nữa này Ok 800 thấy chưa? Triệu 8 luôn Đấy là khi mà anh em đánh liều Mình không phải là mình đánh phát ăn ngay đâu nhá Mình phải đánh tầm rất nhiều phát rồi Mới được có một phát Chứ không phải đấy 2 triệu 2 triệu xanh chín ngay Có mấy phút mà được 2 triệu rồi này 12 à 12 thì xuống rồi Ok 5 này lên 8 à 8 lên phát nữa này Ok 700 700 à 10 à Nhận thôi Còn gì nữa 2 triệu 4 6 à 9 à Lên đi Ui rồi ôi đẹp quá 1 triệu rồi 1 triệu à Xuống phát nữa này 12 chẳng biết 12 à Ok 9 nhận ngay Đấy 3 triệu Đơn giản Cứ liều thì ăn nhiều Còn không liều á Thì ăn ít Liều thì dễ chết lắm Đó Ok 5 này 7 này 7 này 200k Ok 500 rồi 9 này 9 này Liều này Thì ăn nhiều Ủ gãy 3 trên này 5 này 5 xuống này Xuống đi Ủ rồi gãy tiếp Đã xuống 2 triệu rồi 11 11 xuống rồi lên 12 thì ít lắm 10 đó. 10 thì cứ liều mà Liều là chết Ok 10 4 4 này 8 à 8 lên 7 Đi Mẹ <laughs> Ok này 2 triệu lại xuống 2 triệu Lăng quăng lăng quăng 2 triệu anh em ạ Mình thì mình đánh liều thôi Còn mất thì mình 2 triệu là từ lúc mình đánh từ lúc cũng Đánh cũng đâu mất đâu tầm hơn cũng tầm đâu 2 triệu hơn 2 triệu tí Giờ chắc chắn là mình phải kiếm được 5 triệu Thì may ra mình hôm nay mình có lãi Còn từ lúc quay video Mình cũng long quăng long quăng mất đâu tầm 2 triệu tầm 5 triệu thì mình bắt đầu là ok cảm thấy ổn ổn đủ mà gãy lắm thế bảy à? ok này đúng này đánh lẻ vì lẻ thật 300 mà 300 à này ui rồi ôi 700 này Úp, vội chết mình đấy ok này 2 triệu 9 này 3 thì lên này 4 à lên tiếp này 5 à 5 à nằm xuống đi xuống xuống ui rồi lại lên 7 đủ cầu lên 7 à 7 thì lẻ 11 à, 11 được, xuống dưới. năm à. Năm này, lên đi. Ok 6, 500 hút thôi. 3 triệu. Nói chung là đánh cứ kịch kim anh em, yên tâm. Tiền nó là phù du rồi. Anh em phải hiểu như thế, vấn đề như thế. Ăn 5 3 triệu này chỉ gọi là đủ tiền để cho những cái buổi lắm cái buổi like mình like, mình like ở kênh khác thôi nhưng mà lắm buổi like mình mất cả mấy chục, đau khổ lắm. Nhưng mà được có những cái hôm được đánh có 50k anh em xem nếu anh em theo dõi kênh mình anh em để ý mà xem có lắm hôm là mình đánh từ mấy lên được có một hôm đấy có một clip là lên được năm chục năm chục từ chả biết đời đấy mình nhớ là từ mấy chục ấy lên được năm chục triệu kinh sợ hãi luôn hiếm đời mình đời mình ít khi đánh được như thế lắm nếu hôm nay lên được có khi hôm nay mình cố xem nào lên được không nhá nói chung là đôi khi mình phải liều lĩnh một chút thì nó mới gọi là giàu được Nói thật chứ anh em thì thôi Tuổi trẻ như thế ai phải có độ liều lĩnh lên Liều lĩnh mới giàu được Mất tiền nhiều thì mới gọi là khôn cho được Đấy Đôi khi anh em mất tiền phát là anh em đừng tưởng Đôi khi anh em làm ăn cũng thế thôi Làm ăn cũng thế thôi anh em làm ăn mà... Anh em làm gì có ai bảo làm ăn là một phát là ăn ngay đâu Tất nhiên là họ phải thua, thua lỗ một số rồi Thì họ mới bắt đầu ăn được Đấy Sau những cái bài học rút ra Thì anh em mới gọi là có lãi được Tiếp này Đủ mã lại số 3 triệu xuống dưới này chín lên đấy lên, lên. đủ mẹ năm đấy nói chung thế vòng vòng năm chục là có lãi rồi 3 triệu rồi đấy lãi cứ phải lãi nhiều nhiều một chút lại ít mình cũng chả thích lắm để mà bảo là cái con game này mà để để mà nói là kiểu kiếm một hai một ngày hai ba trăm một ngày mình nói đơn giản đơn giản lắm đối với mình mà kiếm hai ba trăm ngày đơn giản như kiểu ăn cơm luôn thế mà anh em nhưng mình không thích đấy 500 tầm này chơi 500 mà chơi hơi bị liều đấy anh em ạ. Năm mà nó xuống dưới một phát thì nó nổ to. Ăn phát liều, ăn phát liều nó nổ to anh em ạ. Phát này nổ to cho anh em sướng nhá. Cố gắng đi. Làm gì 4 5 phát mà không được phát à? 800 mà. Bẻ này. 800 3,5 triệu này. 9 à, lên dính nị dính. Ôi giời lại số 6. 12, 12 xuống rồi. 3 3 trên rồi. 12 lại xuống. 4 này 4 lại trên Đủ đôi 4 Khắm thật 9 này Lên Đủ đôi 9 Gãy thế 10 còn triệu rưỡi kìa Vãi đai 7 à 7 lẻ đi Ok này 1 triệu Triệu 1 à Triệu 1 nhặt Nhặt đi Nhặt đi còn có cái mà đánh 5 à Xuống dưới liều Nổ no. Ôi giời Không nổ được Nổ phát mấy triệu cho anh em xem Xuống 6 à Ui rồi đấy, triệu 7 luôn này lên tiếp 8 à 8 nhặt thôi triệu 8 là gì nữa Thấy nó nổ phát triệu 8 xuống 6 này nổ tiếp bị nổ ui rồi 5 mũi giờ triệu 7 thơm nhặt vội ok này 4 triệu rồi đó chỉ nổ một hai phát thì thôi là ngon rồi 6 à xuống đi 4 đấy thấy cho triệu 8 luôn rồi Đấy, 6 triệu đơn giản game là dễ anh em chỉ cần ăn được hai 3 phát liều liên tục là ngon Bố nó xuống tiếp phát nữa Đấy lại xuống thật 2 triệu 9 Úi rồi Ăn quả 2 triệu 9 này ngon chưa Lại nhanh, nhanh lên 8 triệu Nhanh nhanh kinh khủng luôn anh em Lên lên nhanh lắm Mà xuống thì cũng xuống, xuống nhanh lắm Anh em hiểu không Lên lên nhanh lắm Tầm này liều ăn một phát là mình bỏ luôn Ăn một phát là nhặt luôn Không nói nhiều 11 xuống 2 lên rồi 6 à Xuống này Xuống 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 Úi rồi không xuống 500 đánh 500 phát ăn phát toàn nó ăn hơn triệu rồi. 9 lên. Lên ui rồi 3. 3 chán đời hết cả đời luôn anh em. 9. Ui rồi lại không lên nữa. Đấy lại nhảy mất cầu, được cầu phát nó lại mất cầu. 4 mà nó xuống nữa thì tuyệt vời nhá. 2 triệu ui rồi húp vô anh em. 9 triệu. Thế anh em nổ xuống đánh triệu phát này. 7 này. 7 lệ đi. Ui 6 chặn. 8 à 8 thì lên đi 11 đẹp quá 3 triệu rưỡi Húp luôn 11 triệu Liều thì ăn nhiều thế thôi Không nhiều 7 Lẻ đi 9 ok triệu 9 à triệu 9 à 9 à Nhặt vội 12 triệu rồi 6 à 6 xuống ừ, Lại 7 5 xuống Tầm này thì 10 phát Liều thì làm gì chẳng phải để ăn 1 phát đúng không Đấy, thấy chưa? 5 triệu, úi rồi Vãi đái chưa? 5 triệu 14 phát này, bây giờ liều mà không ăn được phát mình 7 à Lên 9 triệu 9, ngon Liều thì ăn nhiều mà Không liều thì ăn ít Thế thôi Úi rồi từ phát đấy lên là lên 6, 7 triệu lên 2 triệu phát luôn cho máu anh em nhá Là 7 phát liều á, thảo nào cũng phải được một phát 8 à, dậy 2 à, lên 2 chắc chắn phải lên rồi 10 à, 10 xuống dưới thôi an toàn 7 à 7 lệ này 11 là 4 triệu à 4 triệu thì nhặt thôi đó thấy cho anh em thấy chưa cứ liều thì ăn nhiều mình không biết 11 thì xuống nó mà đánh 12 mà nó lên 12 thì đẹp đủ đôi 10 chứ 5 5 liều ăn nhiều này Ui rồi không được lại xuống 10 triệu anh em làm gì 5 phát này mình phải được một phát chứ 7 đôi 7 đôi 7 đủ căng nhỉ hút thôi húp tạm đi Bảy tiếp nữa chứ Cây thế nhỉ Lại lên 8 nữa chứ 9 à Lên đi lên đi lên, lên lên Đấy 11 triệu Ui rồi ôi anh em phải hiểu cảm giác Ui rồi xanh 9 20 triệu Không còn gì nói nữa anh em ạ Tầm 20 triệu này không còn gì nói nữa 10 à 10 lên thì nhiều hơn nhiều Nhiều hơn nhiều Lên ui rồi 9 xuống 9 Cây nhờ Đấy ăn được những phát như thế sướng anh em ạ Đôi 4 chứ 11 à 11 xuống thôi Chứ nó mà đánh lên 12 thì đánh liều như thế thì liều quá 6 chứ 7 à Ô, Lát kìa Ok 3 triệu 9 hút tạm thôi Hãy tụt rồi Ăn một phát thôi Ăn một phát là ăn phát tuần chục triệu sao 7 à Lệ 5 ok 5 à xuống này ăn ăn ui dồi ôi tưởng ăn quả đấy ăn phải hơn chục phải hai chục mất 10 lên đi ui dồi ôi là lại xuống 10 triệu còn 5 phát nữa một liều mà không không nhặt được nữa thì chịu em lệ Ui về 6 nữa chứ 7 à lại có về lẻ không ủi, lại về 86 lại về tám còn 4 triệu rồi có khi gãy à ba mà xuống hai bây giờ thì giàu mà không thì lên thì cho an toàn 99 lên phát nữa là nó lên là ăn to ăn to nói lớn đấy, ui dồi 12 triệu 12 triệu thấy chưa, ăn phát 12 triệu ngon ngay, đấy chỉ cần được một phát liều thôi không cần được nhiều, chỉ cần được phát liều thôi đấy, 3 đấy chứ. 7 à, lại 7 tiếp lệ này, lại lên 8 này. 7 tiếp chứ ơi lắm 7 thế ok, phát lên này đẹp, 10 à 14 triệu thì húp nhẹ thôi Bảy tiếp nữa sao lắm 7 thế Mày đùa tao à 8 à lên Cứ được một phát liều thôi là ngon Đấy 7 triệu Đấy được phát liều thôi là ngon anh em Cố gắng lên 20 triệu nào 8 à lên lên đi lên, lên lên Ui dồi không lên Lên phát đủ 20 triệu luôn 5 xuống phát là đủ luôn 20 triệu này Ui dồi không đủ Được ăn phát liều thôi là đủ 20 triệu Ui rồi 5, 7 triệu, 7 triệu là úp Ui rồi 19 triệu 900 nhưng mới sắm chứ 8 à 8 cho lên đi Lên Lên Đấy thấy chưa 7 triệu nữa 25 triệu đơn giản anh em chả không nghĩ gì cả Thấy chưa Cứ liều là nhiều mình không biết thôi Còn gãy thì bay thì bay, bay bay nhanh lắm anh em hiểu không 25 triệu bây giờ Làm tiếp cố gắng Phát này hôm, hôm nay thì chơi xả ga luôn Liều thì ăn nhiều 25 triệu là ngon rồi Đấy Ok này 6 à Cứ liều đen nhiều Nhắn tin gì tầm này 7 này Đủ má đó 10 này 10 lên Bên này liều hơi khó tí nhỉ 5 xuống Ui giời lại quy Khó thế nhỉ 6 xuống nào ừ, Đùa chứ Gì à Dưới thôi Đủ Đánh kiểu gì này ý? Xuống nó lại lên Xuống nó lại lên lên xuống này Đủ Gãy 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 của anh em ơi có vẻ bên này là hơi bị sâu xa rồi lên liều đen nhiều đi lại xuống ba còn 9 triệu gãy đấy xin phát liều nào quy à tầm này lên ca cứu được mình đấy ca thật rồi 12 triệu hút vội lại lên 19 liều được tầm hai phát liên tục ngon lên tiếp ừ, không lên tiếp nữa năm xuống đi được phát liều nữa là đẹp lên tầm này mình cứ liều thôi liều ăn một phát thôi không cần ăn nhiều đủ 7 xuống tiếp này đủ gãy thế 10 lên đủ gãy thế 6 à mà nó gãy lắm thế nhở ca đi ở ca thật 12 triệu lại hút đấy lại lên 16 triệu lên tiếp đi nào lên lên 8 đủ 5 xuống nó phải liều được tầm uh, ăn được tầm hai phát liều liên tục đã thì ngon anh em ạ xuống này lên này ca lại Ca xuống tiếp này Đủ lại đôi ca nhục chứ 8 à Còn lại 4 phát nữa phải đường phát chứ 4 à Trên 5 à 5 nhận thôi Đấy 10 phát còn 5 phát nữa phải được phát liên tục Phát liều đấy 6 triệu Lên quy Quy 6 triệu Xuống dưới 7 7 hút thôi Còn gì nữa đấy lại lên 19 Cứ liều được Lên Ui ca đấy 12 triệu Được Xuống tiếp phát nữa 14 triệu Lại lên 31 Úi rồi ơi chỉ cần ăn một hai phát liều thôi anh em thấy không? xanh chín, đấy. Là lên 31 luôn, không nói nhiều. Thử kèm kéo, kéo lại lịch sử nào. Kéo lại lịch sử 50 nào. Chẳng lẽ em cố gắng vào tầm này 4, 4 30 triệu này mà không lên được 50 à? 4 à. 4 triệu 33 triệu rồi. 6 à, xuống đi. Ừ, 7, không được. Bên này liều ăn ngon hơn, 6 xuống này. 7 tiếp kìa 4 này Liều thêm nhiều nhá Liều thêm nhiều Úi dồi Quả đấy xuống 3 về 2 thì đẹp quá 11 đẹp 11 triệu Úp luôn Úi dồi 37 triệu Xanh chín chỉ gắn 1 phát thôi không còn nhiều 2 trên rồi 6 xuống Ui không được Cứ liều Xã hội này Thằng nào liều thằng này thắng Thế thôi Liều thì giàu nhanh mà chết thì cũng chết nhanh một bước là lên tiên không thì xuống chó thì thôi đơn giản tám à lên tiên hoặc xuống chó tùy lại xuống 25 rồi cứ ăn một phát liều thôi và lại lên được bảy má nó chơi những cái nước kiểu để nước bảy không biết đánh kiểu gì luôn ấy sáu xuống này đủ lại xuống 19 triệu rồi lên 12 đi xem nào Úi rồi lại xuống 10 Mẹ quả đấy liều lên 12 không được Đủ lại đôi Đôi 7 à Đôi 7 Úi giời ơi đẹp quá 9 triệu 9 triệu nhặt vội Lại 26 triệu 6 xuống dưới ăn phát nữa là lên này Ý thấy chưa 7 triệu 7 triệu Húp vội 31 lại lên 31 5 xuống dưới phát nữa Ăn phát nữa Úi giời 11 triệu nữa Đấy anh em xanh chín chưa 40 triệu 41 triệu xanh chín luôn thấy chưa xanh chín luôn anh em phải cảm giác kiểu tuyệt vời cố gắng lập lại kỷ lục nào 50 triệu 50k 50 triệu lập lại kỷ lục nào cú nét cơ công nhận 5 xuống dưới cứ phải liều đấy cũng rời vào đẹp 39 là 48 2 triệu nữa 2 triệu nữa là ngon anh em chỉ cần 2 triệu nữa thôi Úi dồi, không được rồi 2 triệu nữa là ngon 50 phá vỡ kỷ lục luôn này phá vỡ kỷ lục 50 triệu này Ui rồi không được rồi, lại xuống rồi. Ăn một phát liều đi em nào. Lên 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 lên, gì đẹp. Gì à? Húp tạm đã, 44 triệu. Ăn một phát này nữa lên nào. Ui rồi không được. 4 à, xuống. Ui rồi không được. 6 xuống tiếp này. Gì à? đủ căng thế nhở 8 à. 8 lên, 9. Lên phát nữa này. 10, 10 triệu, 10 triệu, 3 triệu, 46 là 46, 46 triệu thiếu 4 triệu nữa. Lắc kìa ơ. 7 Xuống đi, xuống ừ, Không được ừ. Uhm. Quỳ ở trên, lên Ui rồi không được Cố gắng nào, ăn một phát liều nữa lên 50 triệu nào 6, xuống Đủ, không được 3, 3 Ui rồi xuống 2, quả đấy đẹp quá 6, xuống 9 chứ đủ, khó nhở Quỳ à? lên, không lên được Phải liều được một phát Tóm lại là phải liều được một phát Nhất thì hết này 40 điên này Xuống này nhất thiết này Ớ không được à 7 Xuống tiếp này 4 triệu à 3 3 lên này 9 à 9 thì nhận tạm đó 32 triệu 3 2 à Úi dồi anh em Tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời pha 25 triệu Không còn gì nói nữa 50 triệu kết thúc livestream ở đây Ok chưa Xin ngay 56 triệu Ok chưa nó phải ở cái tầm phải gọi là chất. Ok chưa? 5 6 triệu bye bye sao mọi người nhá.